Welcome to Life in Happy Country Channel. Chào cả nhà, đây là một cái căn nhà mùa hè trong cái cụm nhà mùa hè. Ở đây thì bên trong đây sẽ có những cái như thế này nè. Ở đây cũng sẽ có chỗ là mang áo khoác nè. Bên trong đây cũng có là giường, bàn ghế, rồi bếp. Và cái khu vực bếp như thế này, cái căn này dành cho chắc là gia đình nhỏ thôi. Trong cái căn mà một gia đình nhỏ ở đây á, thì sẽ có cả bếp, cả lò vi ba, cái này để microwave nè, và một cái tủ lạnh để mà mình chứa đồ ăn. Bên kia thì sẽ có giường, và đây là cái phòng ăn nhỏ nhỏ nè, rồi có một cái bàn, một cái tủ, và đây là cái máy sưởi. Còn đây là cái chỗ này mình có thể ngồi ăn. Thường á, nhà mùa hè người ta sẽ xây những cái cụm, ví dụ như nhà này là một căn nhà gia đình nhỏ ha, rồi sẽ có nhà vệ sinh ở bên ngoài và phòng sauna. Phòng sauna thì nó sẽ là cái phòng kia, nó gần với lại mặt hồ, để sẽ rất tiện cho mọi người khi mà sauna xong rồi ra ngoài hồ tắm, tắm xong rồi lại lên sauna tiếp. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh bio, có nghĩa là nó sẽ tự hủy chứ không có cần phải có hệ thống xử lý gì giống như là nhà vệ sinh ở trong nhà của mình. Bên trong nhà vệ sinh bio này á, thì nó sẽ có cái thùng đất hoặc là mùn cưa. Khi mà mình đi vệ sinh ở cái bồn màu nâu thì sau đó mình sẽ rải cái đó vô, chứ mình không có cần phải dùng nước hay là gì hết. Sau đó thì nó sẽ tự phân hủy và nó sẽ tự động hết, nên là không có cần nhân lực hay là chi phí gì hết cho cái việc mà xử lý chất thải ở cái nhà kho bio này. Còn đây là cái nhà kho. Thì ở bên Phần Lan á, cái căn nhà riêng nào cũng sẽ có một cái nhà kho như thế này hết. Thì họ có thể để đồ vật dụng linh tinh, hoặc là cái nhà này sẽ là cái nơi chứa củi cho cái phòng sauna và hệ thống sưởi. Việt quất. Ở xung quanh những cái con đường như thế này là có rất là nhiều những cái bụi việt quất dạ như thế này, giống như mình có dắt các bạn nhỏ nhà mình đi hái ở bìa rừng trên thành phố của mình đó. Đây là cái căn sauna. Ở đây thì mình có thể đi vô bên trong đây. Sauna đây là sauna ướt. Ở Phần Lan á, thì cái căn sauna như thế này người ta sẽ gọi là sauna bờ hồ, vì là nó gần bờ hồ. Và bên trong này thì người ta sẽ dùng nước ở dưới cái hồ này để người ta trực tiếp làm cái hơi nước nóng ở trong này luôn. Chỗ này có một cái bàn này là để khi mà mình sauna ở bên trong, mình ra đây mình có thể ngồi ở đây uống bia hoặc ngắm cảnh. Nếu như mà bên ngoài quá lạnh hoặc là mình muốn ngồi ở riêng tư trong phòng này thì mình có thể ngồi ở đây luôn. Còn không thôi thì mình cứ đi ra ngoài, mình xuống hồ mình tắm. Rồi ở đây nè, ở nhà có thấy những cái chùm cây này. Đây là cây coi vù. Coi vù là cây bạch dương ở bên Phần Lan. Thì cái cây này là mình để giống như là mình đập lên trên người mình á, khi mà mình sauna đây nè. Người ta sẽ dùng cái cây này để sử dụng ở trong phòng sauna. Còn bên đây là bên trong. Ở đây nè, nó có một cái nhiệt kế để đo cái nhiệt độ ở trong cái phòng này. Đây là cái bồn để mà nấu nước. Thì nước này sẽ được tải trực tiếp từ dưới hồ lên. Nó sẽ có cái vòi ở đây nè, để mình dặn nước trong đây. Sau đó thì mình sẽ dùng củi để mà mình đốt nóng của nó.
Rồi nếu như mà mình xông hơi thì mình sẽ ngồi lên cái ghế này, còn nếu không á thì mình sẽ dùng nước nóng đó để mà mình tắm tại cái khu vực riêng này. À, còn đây á thường là cái này là cái đá nóng nè, khi mà mình bỏ củi thì mình sẽ bỏ vô đây. Đó, vô đây thì nó sẽ tỏa hơi nóng lên và mình múc nước mình tạt lên đây để nó tỏa phần hơi nóng trong cái phòng này. Và theo mình được biết thì sauna cái dạng này á nó sẽ thơm hơn cái sauna thường, do là người ta sẽ dùng cái củi này là cái củi gỗ thông á, nên là nó sẽ thơm mùi nhựa thông hơn là cái dạng sauna điện. Thì cái sauna này á, nó có sẽ có 3 tầng như thế này, thì ngồi càng ngồi lên trên nó thì nó sẽ càng nóng, nên là nếu như mà người nào mà chịu được á, thì người ta sẽ ngồi ở bên trên như thế này để mà nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy được cảnh ở bên ngoài, nó rất là đẹp. Khi mà mình sauna ở bên trong này, sau đó mình sẽ đi ra ngoài này, thì cái căn mà nhà mùa hè mà nhóm mình thuê á thì nó có cái cầu cảng này, có bãi tắm riêng, thì khu vực này nước nó hơi 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 sâu, chỉ có thể chèo thuyền nè hoặc là tắm nhảy xuống trực tiếp. Còn nếu như mà mình đi qua cái khúc ở trước chỗ nhà lớn á thì sẽ có một cái bãi bãi có cát dành cho các em bé có thể chơi trên đó. Khi mà mình nhảy xuống dưới hồ xong rồi mình lên nó thì có cái hướng lên, thì mình thể dịnh vô đây giống như hồ bơi á, cũng có cái cầu thang này nè. Rồi xung quanh á cái nhà cũng thấy là nó có những cái giống như là nhựa vỏ bánh xe, thì để khi mà tàu á người ta có tấp vô thì nó sẽ không có cạ vô cái ván này, cái lối đi này. Và mình có thể dùng cái thuyền này nè, là cái thuyền riêng của cái căn nhà này nè, mình có thể dùng nó, nếu mà bạn biết chèo á thì mình có thể chèo đi khắp nơi ở đây nè. Cái căn này á mục đích là người ta thiết kế để mà mình sẽ ngồi ở đây nè, để mà mình uống cà phê, với cái không gian nó kín hơn một chút thì sẽ không có bị lạnh do là gió hay là thời tiết á. Và bây giờ thì mình đi qua khu vực nhà chính nha các bạn. Đây là chỗ mà chúng ta có thể nướng BBQ. Thì BBQ ngoài trời thì sẽ như thế này, mình đốt lò than ở đây rồi mình để thịt lên đây nướng. Cả nhà có thể ngồi ở đây nè để mà vừa nướng thịt, vừa tắm hồ, rồi vừa ăn uống nói chuyện. Mình có thể quan sát được cảnh quan xung quanh hết các mọi nơi từ cái khu vực này. Đây là cái bãi tắm dành cho trẻ con và những mọi người luôn. Nước ở cái khu vực này á thì nó cũng sẽ cạn hơn ở cái khu vực bên kia, khúc mà bên bến tàu, còn bên đây á, thì nó sẽ cạn hơn, nó sẽ trong và ấm. Khi mà mình đứng ở đây á thì mình có thể quan sát được toàn cảnh xung quanh của cái khu vực này, là đây là bãi tắm nè ha, ở đằng kia là khu chòi uống cà phê, rồi sauna, khu vực BBQ. Và sau lưng mình đây là nhà lớn, là cái tòa nhà coi như nhà chính của khu vực mùa hè này. Giờ cả nhà cùng vào bên trong với lại giờ tụi mình nha. Ở đây còn trang bị cho mình một cái bình chữa cháy. Người ta sẽ để sẵn cái chìa khóa cho mình khi mà mình đến thuê nhà ở đây. Ở đây á, là thường là thuê nhà không tiếp xúc, có nghĩa là người ta sẽ để chìa khóa sẵn ở đâu đó và hướng dẫn mình đến nhận chìa khóa thôi, chứ chủ nhà không có cần đến.
Khi mình bước vào bên trong thì đây là khu vực phòng khách. Phòng khách này người ta sẽ trang bị cho mình là 1, 2, 3, 3 cái ghế sofa bed và một cái bàn ăn. Thì tất cả những cái này đều có dung tích lớn hơn bình thường. Có nghĩa là do là căn này có thể chứa được hơn 10 người, nên là cái sofa này có thể biến thành cái giường để mà ngủ thêm 2 người nữa. Thì cái phòng khách này ngủ được 6 người. Bên trong đây là một cái phòng nhỏ, phòng này thì mình cũng có thể ngủ được 2 người. Đây là phòng cho cặp đôi. Mặc dù là cái nhà này chứa được nhiều người như vậy, nhưng mà một cái đặc trưng của nhà Phần Lan á, là người ta sẽ ít phòng toilet. Thì ở đây, đây là cái căn toilet của cái căn nhà này. Đây là một cái lò sưởi bằng gỗ. Thì mình khi mà mình muốn nóng á, thì mình sẽ dùng cái này. Mình mở ra và người ta sẽ để sẵn gỗ ở đây cho mình. Mình chỉ việc bỏ vô mình đốt ở đây thì nó sẽ làm cho cái phòng, gian phòng này ấm hơn. Ở đây có thêm 2 cái phòng ngủ, thì tùy vào cái mô hình gia đình như thế nào, lớn nhỏ thế nào, thì các bạn có thể chia ra để mà ở một cái phòng cho phù hợp. Cái phòng này có một cái giường to thì phù hợp cho gia đình có con nhỏ nè. Rồi có cái cửa sổ. Cửa sổ này thì view đa phần là đều hướng ra ngoài vườn hết. Và ở đây có thêm một cái phòng. Phòng này á là dùng để chứa, nếu như mà là trong nhà mình á thì mình sẽ dùng để làm phòng chứa quần áo, nhưng mà ở đây thì người ta dùng cái phòng này để chứa mền gối. Cái phòng nhỏ này á thì nó lại thông với lại một cái phòng nữa bên cạnh. Rồi thì ở đây là mở cửa này ra thì mình sẽ đi ra là gian bếp của cái nhà. Giống như là một cái bếp cơ bản thì người ta sẽ cho mình bếp nè, lò nướng nè, nồi chén, ly tách, muỗng đĩa và một số gia vị cơ bản của Phần Lan. Và Phần Lan thì mọi người đa phần là thích uống cà phê, nên là ở đây sẽ có một cái máy pha cà phê và một cái bình đun siêu tốc, một cái lò vi ba và một cái tủ lạnh to. Cái bàn ăn này, ngoài cái bàn ăn ở phòng khách ra thì trong bếp này cũng có một cái bàn ăn, thì mình có thể ngồi ăn ở đây nè, và nhìn ra ngoài vườn. Các bạn có nhìn thấy cái nhà mà nó nhô nhô lên có ống khói không? Thì cái khu vực đó đó chính là cái hầm trú ẩn của cái căn nhà mùa hè này. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó để xem cái hầm trú ẩn nó như thế nào nha. See you again. Let, like, subscribe and ring the bell to follow us.